Đảo Ngọc Phú Quốc của Việt Nam lần đầu tiên lọt top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021 do tạp chí Time bình chọn bởi vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên cùng dự báo khả năng phát triển thần kỳ trước và sau dịch. Cũng theo tạp chí Time, Phú Quốc là điểm đến có tốc độ phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, khi tính riêng vào năm 2019 đón hơn 5 triệu lượt khách, tăng trưởng hơn 30% so với năm 2018. Thành phố Đảo Ngọc thực sự là tuyệt tác với vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, khí hậu nhiệt đới trong lành và nền ẩm thực văn hóa địa phương hấp dẫn khó cưỡng.